Cảm ơn quý vị khán thính giả giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin địa phương. Bác sĩ gốc Việt ở Little Sài Gòn bị tố gian lận 230 triệu tiền COVID, có thể bị 50 năm tù. Bộ Tư pháp Mỹ vừa truy tố 18 người, trong đó có một bác sĩ gốc Việt hành nghề ở Little Sài Gòn, trong các cáo buộc liên quan đến khai gian trong việc chăm sóc bệnh nhân COVID với số tiền lên đến 490 triệu Mỹ Kim. Trong số này, bác sĩ Anthony Hào Đinh, 63 tuổi, cư dân Newport Coast, Orange County, California, có văn phòng ở Gun Grove, bị buộc tội khai gian khoảng 230 triệu Mỹ Kim đòi Bộ Y tế trả tiền trong chương trình chăm sóc bệnh nhân COVID không có bảo hiểm. Bác sĩ Hào là người lập hóa đơn gian lận với trị giá cao đứng thứ nhì nước Mỹ trong chương trình chống dịch COVID liên bang, theo Bộ Tư pháp. Đây là chương trình nhằm cung cấp xét nghiệm và điều trị COVID cho những bệnh nhân không có bảo hiểm. Chương trình này chấm dứt vào năm ngoái khi hết kinh phí. Ngoài ra, ông Hào và hai cá nhân khác cũng bị buộc tội gian lận khi nộp hơn 70 đơn xin vay hơn 3 triệu Mỹ Kim trong chương trình trả lương nhân viên và cho vay theo kế hoạch cứu nguy kinh tế chống dịch COVID của liên bang. Bác sĩ Anthony Hào Đinh và ông Matthew Hoàng Hồ bị bắt hôm 12 tháng 4. Sau khi đóng tiền thế chân 7 triệu Mỹ Kim, bác sĩ Hào được tại ngoại hậu tra và sẽ ra tòa liên bang ngày 22 tháng 5. Vẫn theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, nếu bị kết tội, vị bác sĩ gốc Việt này có thể bị tối đa 50 năm tù trong nhà tù liên bang. Ông Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp, nghiêm khắc lên tiếng, Bộ Tư pháp sẽ không dung thứ cho những kẻ lợi dụng đại dịch để trục lợi và ăn cắp tiền của người đóng thuế. Một người đàn ông bắn vào hai nhân viên giao hàng đi nhầm nhà. Một người đàn ông ở Nam Florida đã bắn vào xe hơi của hai người đi giao hàng Instacart vì hai người này đi nhầm nhà, để lại chiếc xe hơi với nhiều lỗ đạn và một chiếc lốp bị xẹp. Sở Cảnh sát Davy công bố Wades Thomas Jr., 19 tuổi và Diamond Holly Davil, 18 tuổi, đang đi giao một đơn đặt hàng ở trên Instacart vào tối ngày 15 tháng 4, nhưng đã bị lạc khi đi tìm địa chỉ của người nhận. Hai người lái xe nhầm vào khu đất của Antonio Cacaval, 43 tuổi, ở Southwest Ranch. Theo lời người con trai 12 tuổi của Cacaval, cậu bé đã đến gần chiếc xe khi hai người giao hàng cố gắng lùi xe ra khỏi khu nhà, nhưng đã va phải một tảng đá. Đó là lúc mà Cacaval xuất hiện, tiếp cận và nắm lấy cửa sổ bên tài xế. Còn về phía Cacaval, anh này nói rằng đã nghe thấy tiếng con trai kêu cứu và chạy đến trợ giúp. Còn chiếc xe thì chạy thất thường và va vào tảng đá và va vào cột hàng rào. Theo Cacaval, chiếc xe đã lùi lại, cán qua chân phải của anh. Sau đó, anh rút khẩu súng ngắn và bắn nhiều phát đạn vào lốp xe. Còn hai nhân viên giao hàng cũng rời khỏi xe trên một chiếc Honda Civic màu xám khi Cacaval yêu cầu con trai bảo những người ngồi trong xe rời đi. Trong một tuyên bố, luật sư của hạt Broward là Harold Pryor gọi vụ việc là rất đáng lo ngại và cho biết văn phòng của ông đã yêu cầu sở cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và xem xét pháp lý. Ông cho biết cảnh sát vẫn chưa gửi các báo cáo và phát hiện của họ. Sự việc này khiến cho nhiều người liên tưởng đến những vụ xả súng khác xảy ra gần đây mà nạn nhân là những người đã đến nhầm địa chỉ hoặc là gõ cửa nhầm xe hơi. Chẳng hạn như là vụ Kaylin Gillis, 20 tuổi, đã thiệt mạng ở dưới họng súng của một chủ nhà khi cô và những người bạn lái xe nhầm đường ở ngoại ô New York. Hai vụ, một người đàn ông ở thành phố Kansas đã bắn và làm bị thương Rob Yard, 16 tuổi, khi Yard đến nhầm nhà để đón anh chị em của mình. Võ sĩ nón lá Đạt Nguyễn đánh bại Daniel Strauss sẽ đến Orange County giành đai. Trận đấu giữa Đạt Nguyễn và Daniel Strauss là tiết mục chính của sự kiện BKFC 38 của giải Bare Knuckle Fighting Championship. Viết tắt BKFC, võ sĩ 40 tuổi này đánh bại Daniel Strauss, người từng hai lần vô địch võ tự do của giải đấu Bellator, sau trận đấu kéo dài 5 hiệp và phải đi vào hiệp phụ vì giám khảo chưa quyết định được người chiến thắng lúc đó. Sau 6 hiệp đấu đầy căng thẳng, anh đạt được điểm chiến thắng từ cả 3 giám khảo. Anh đánh bại đối thủ có tay đấm dài hơn bằng cách rút ngắn khoảng cách và liên tục đấm vào thân người của võ sĩ Strauss. Thông số từ Bare Knuckle Fighting Championship cho thấy võ sĩ gốc Việt ra đòn đến 172 cú đấm vào thân người đối thủ và đánh trúng đến 152 cú, có độ chính xác 88%. Sau chiến thắng, anh sẽ đến Costa Mesa, Nam California sau tháng 6 năm nay để giành đai từ nhà vô địch hạng Featherweight của giải Bare Knuckle Fighting Championship. Về sự ủng hộ của cộng đồng gốc Việt, anh nói, tôi rất vui khi thấy được sự ủng hộ đó và muốn thể hiện được tinh thần của người Việt Nam là thà chết hơn chịu thua. Tôi xin cảm ơn đồng hương đã ủng hộ. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV. Quý vị cũng có thể chọn xem lại chương trình này tại YouTube channel của chúng tôi, Sài Gòn TV 57.5. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.